Mình chào quý vị anh chị cô chú quay trở lại kênh Viết Phú. Nay em có đi qua quán đồ cũ tiếp. Thì cuối tuần em có tranh thủ lượn một chút. Thì ở đây thì có mấy cái bộ đồ dụng cụ cầm tay người ta bán đây, cũng cái quán này cũng khá nhiều. Quán này bán đồ điện tử nhưng mà cũng có luôn mấy cái đồ gia dụng cũng khá nhiều. Cũng có một số đồ quay cho quý vị anh chị cô chú cùng tham khảo. Tuy nhiên thì giá nó cũng hơi hơi bị cao chứ không có rẻ. Ví dụ như đây là một cái bộ máy bắt vít có pin sạc của Makita 6955. Thì con này thì ở đây có ghi sản xuất ở đâu không? Không thấy ghi là sản xuất ở đâu cả. Nhưng mà tất nhiên là toàn tiếng Nhật rồi, thì vẫn là hàng Nhật thôi. Có sản xuất ở đâu nữa thì vẫn là hàng của Nhật thôi mà. Giá 5 sen, 5 sen tương đương khoảng tầm 1 triệu 2 và 5 đồng. 3 triệu 3 gì đấy nhỉ? 1 triệu 2 gì đấy. Thì nó bảo hành 3 tháng quý vị ạ. Có dây đi kèm sạc rồi pin rồi máy. Máy thì nhỏ thôi nhưng mà cái bộ sạc và cái pin thì to. Đấy, nhìn cũng khá đẹp. Vậy là quý vị cũng xem. Của Ryobi Makita. Ryobi hoặc Makita. À đâu, Makita là con bên này chứ. Để cùng nhau chứ. Đây quý vị. Con Makita ghẹ ghẹ này mà nó bán hơn 1 triệu đồng Việt Nam đồng. Con này thì có dây không phải là có pin sạc quý vị ạ. Mấy cái dòng Makita này thì bây giờ gần đây ấy, thì cũng có sản xuất tại China rồi Nhật Bản cũng có. Con này thì không ghi sản xuất đâu cả, chỉ ghi là công ty trách nhiệm hữu hạn công ty cổ phần gì nhỉ, Makita thôi. Makita thì có thể là sản xuất tại Nhật. Còn chỗ này là con Ryobi lúc nãy em giới thiệu với vị anh chị thì không thấy giá đâu ạ. Ở đây giá trong góc này cũng 5 sen luôn bằng cái con Makita này quý vị ạ. Đầy đủ bộ phận. Con Ryobi thì nó rẻ hơn Makita. Đây là một em máy bắt vít mini cầm tay nhỏ của Denvo Denvo ấy, made in Japan này. DLV 30LL DG E. Đấy, thì 9 sen tầm hơn 2 triệu Việt Nam đồng đó. Là cái dòng mắt vít mini cầm tay này thì khá đắt, con này cũng thế, cũng cùng mã như vậy, giá thì một man 2 triệu 2, hơn 2 triệu 2, 2 triệu 2 100.000 đồng. Đấy, hiện tại là như vậy. Ryobi này là Ryobi CCD 1020. Đấy, giá còn hình thức còn đẹp khoảng tầm 80% đấy nhỉ. Có một mũi ốc đi kèm đây. Thì người ta bán giá 4 sen tương khoảng tầm 1 triệu rồi. Đắt thật. Nói chung mấy cái đồ này ở đây em thấy nhiều anh chị hỏi thì em vẫn quay lên để cho quý anh chị cùng tham khảo, và nó cũng đa dạng hơn cái sản phẩm trên kênh. Tuy nhiên thì để mà lấy những cái hàng này thì nó đắt hơn rất là nhiều. Trước em có quay một cái quán kia nó rẻ hơn nhiều. Quý vị anh chị có thể tham khảo ở cái video trước về cái hàng máy của cầm tay này rẻ hơn rất là nhiều. Đây Makita một bộ này, máy mài à, đây một bộ cầm tay Makita có hộp, giá một man tầm 2 triệu 2, 2 triệu 3 này, 6905H nha quý vị nhé. Đây trên tay em là một con Prochi Bochi, đây tiếng Nhật thì nó hay đọc là Bochi, bên này thì tiếng Việt Nam thì đâu đấy thì cũng có người đọc là Bochi. Cái này là một cái môn máy đá cắt, có thể gắp lớp đá cắt đá mài gì thì tùy quý vị. Đấy, cái này thì ở trước em dùng, ở kia thì dùng hàng của Makita với lại Panasonic. Cái còn lại cái này thì nó lại là của Bocchi này, thì giá nó 4 sen à, 5 sen cũng tầm 1 triệu 2 nha quý vị. Đây đắt. Đây một cái cưa, cưa này thì của thằng gì đây, Electric sau thì cũng giá 1 triệu 2 rồi. Nói chung mấy con này đắt quá. Quay thì cứ quay vậy chứ cũng không muốn quay lắm quý vị, vì đã đắt cũng chả ai có hào hứng đâu. Là Hitachi này, Hitachi Koki. Cái con này giá 3 sen, 700.000, 700.000 gì đó. Chưa có còn chuyện, con này nó nặng tầm 2 cân quý vị. Thế thì nhiều ở Việt Nam không biết là các bác lấy hàng nguồn ở đâu mà rẻ thật. Và tất nhiên là cái hàng bãi thì nó sẽ rẻ hơn cái hàng quán này, rẻ hơn rất là nhiều, thậm chí một nửa, thậm chí hơn một nửa tiền.
Đấy thì về thì mông mã lại một chút thì cũng là ok thôi, chứ cũng không đến mức là hàng tệ lắm, nên là giá rẻ hơn rất là nhiều. Đây thì có máy laser để cân vạch khi xây dựng và cắt các thứ. 8C của Makita, 8C SK88, con này thì cũng gần triệu 8, cũng khá là chát chát chúa nhờ. Đây là cái máy gì đấy, soi gì đấy, không rõ máy này, chắc cũng soi đèn để thôi. Chỗ này là một đống máy cắt của Makita các thứ đây, giá dao động từ 1 triệu cho đến 2 triệu 3, 2,5 triệu, chưa bao gồm cước vận chuyển nha quý vị nhé. Con này là rẻ nhất. Con này là của gì đây? À, đây là một cái máy bắt vít rồi khoan các thứ, ốc bắt ốc các thứ. Đó, có máy và dây điện thôi. Con này này, bắt ốc còn lỗ các thứ đây. Giá của nó là 2 sen, 2 sen tương đương khoảng tầm 4,5 triệu nhỉ, bảo hành 10 ngày của thằng Relay. Relay thì gọi một hãng không có biết luôn. Đây thì mấy cái máy này đây, khoan đứng à. Kiểu máy khoan Hitman này, Hitman này thì cũng là Hitman này là cũng khá nổi tiếng ở bên này. Có thể là Made in China thôi, nhưng mà là hàng của Nhật đấy, vì nó là tất cả là chữ Nhật hết, sản xuất cho thị trường Nhật, hàng Nhật hết. Không phải là hàng, nếu có sản xuất ở nước ngoài thì cũng không phải hàng nước ngoài ấy. Thì cũng như iPhone là sản xuất tại Trung Quốc thôi, nhưng là có ai dám bảo nó là hàng Trung Quốc đâu. Nhiều bác cứ hay lăn tăn cái khoản là Made in China. Mà Made in China thì tùy cái hãng, iPhone Made in China không ai chê cả. Đấy, còn Sony các thứ bây giờ đi đề nóng, đờ nóng các thứ cũng sản xuất Made in China thôi. JBL Made in China thôi. Nhưng mà nó vẫn ngon hết. Đây, bên này thì khá đắt, không quay nữa. Mấy con nguyên hộp này nó khá đắt quý vị. Đây là có máy ca cưa cầm tay thứ. Bên này là mỗi cái máy rửa xe cao áp đấy, hút cái này thì công nhận là nó hút từ cái vòi nước của bình thường của mình ra, nó cho vào đây nó ra cái áp lực rất là lớn, rửa xe rất sạch luôn. Công ty em cũng ngày xưa trước làm trên vùng trước tuyết lạnh kia thì cũng người ta cũng làm cái vòi này 9 sen hơn 2 triệu cho quý vị nhá, chưa cước còn chuyện đâu. Cái này thì có thể mua hàng mới nó cũng rẻ, nhưng nó rẻ tầm này được. Đây thì có một số máy cắt cầm tay, khoan cầm tay nó rẻ hơn một chút, dao động 500 nghìn, 600 nghìn quý vị. Rẻ hơn một chút, 300-400 nghìn cũng có, như ví dụ cái này 350. Người ta chỉ xác nhận là nó vẫn quay được thôi, còn chất lượng như nào thì người ta không không có ghi nha quý vị nhé. Cái gãy gãy này bán 350, nặng tầm cân. Nói chung ở đây á, cái quán đồ cũ vậy thì vào đây thì rẻ nhất nó rơi tầm 350 là rồi, rẻ nhất rồi, còn lại là cứ vài triệu bình thường. Đây em xem cái hộp này, ví dụ hộp Hitachi nhé, DV16 này. Đấy, người ta chỉ xác nhận là có quay thôi đấy, chứ còn các cái khác thì không chấp nhận, hơn 500 nghìn, 600 nghìn chưa thuế nha quý vị nhé. Ông chưa thuế, thế vào thì cũng gần 700 nghìn rồi. Ủa, cái này Makita này thì cũng hơn 2 triệu rồi. Khá là đắt. Vì quán này cũng khá đông người, nó cũng khá to. Nên là nhiều lúc cái âm thanh nói không to được, quý vị thông cảm, em sẽ tăng lên lúc em về điều chỉnh video. Vậy thì có đồng hồ so các thứ luôn, đồng hồ so cũng có bán. Rồi mấy cái đầu đầu vòi hơi, đầu đầu súng hơi này, kìm cắt cái thứ cũng cũng đây, nói chung cũng đa dạng đồ. Đồ thì vì ngày xưa em ở trên kia thì là có hai quán của cái hệ thống này, một là bán đồ điện tử, hai đồ gia dụng kiểu vậy, đồ kiểu công nghiệp như vậy. Nhưng mà đây thì hai quán nó rất xa nhau nên là người ta bán chung hết. Đấy, em vừa ra bán 2 cái RAM 40.000 một cái, hai ra là 80.000 quý vị. Đây bên này thì có mớ hút bụi cái thứ đắt thật. Đây này đắt đắt mua đồ mới nhưng cũng rẻ tầm tương đương này, mua đồ mới hơn.
Vậy nào muốn mua đồ hút bụi Nhật này, đồ mới thì em đặt mới cho. Đây, ủa cái máy này hơn 2 man, Panasonic gần 5 triệu, đắt vài triệu. Một số đèn led các thứ. Thôi em xin chấm dứt video tại đây, em sang xem mấy cái đồ loa đài cho một số anh chị cô chú có đặt.